quay video cho nét nha. Wow, xin chào quý vị cộng đồng trên cả nước luôn. Video cho nét luôn này. Video tung lên mạng này. Xin chào các quý vị nha. Đây. Chào quý vị đi em ơi. Vâng, xin chào. Chào quý vị. Đây, xin chào các quý vị nha. Hôm nay mình làm một cái video đúng vào ngày thứ 9 của cháu Minh Châu, con gái đầu lòng của cháu Hùng Quang Đạt. Thầy hết tên họ. Đây để nó hết. Thầy tên rồi đó. Vâng, đây hôm nay là một cái ngày làm tổ chức cả gia đình đầy cử cho cháu đầu lòng của cháu đầu lòng tên là cháu Hùng Minh Châu. Đây cháu đây mẹ cháu đang chia sẻ cho rồi nào con cái trẻ của thôi quay đây đấy của mà chia sẻ nha. Úi giời ơi. Bà nội làm nhiều thịt thế. Hôm nay thì chia sẻ cho quý vị được biết là hôm nay là ngày đầy cử 9 ngày của cháu Minh Châu. Cháu gái. Gia đình chỉ tổ chức cho anh em ruột trong nhà mà thôi. Không, vì đang là trong cái thời điểm dịch Covid đang bùng phát ở khắp thế giới cho nên là cũng không mời được các quý khách gần xa. Mong các quý vị cũng hết sức thông cảm và bỏ qua cho. Rất là đông vui của ông bà nội và các con các cháu quây quần rất là vui. Thôi mình xin chia sẻ đây là thằng nhà cháu ngoại đây. Thằng này đây. Đấy, ăn đi. Ôi. Thôi để ông đạt trời xin chào quý vị nhá.